Chào mừng các bạn đến với kênh review xe đạp của BKBY. Hôm nay em giới thiệu về một xe đạp G-Minz G118. Rất là tốt trong tầm giá từ 2 đến 3 triệu. Con này là nói chung là nó gắn bó với em từ năm 2016 cơ. Tức là nó bán rất là lâu rồi. Thương hiệu là Tàu, nhưng mà như bên em nhận định nó là Tàu nhưng mà tử tế. Tức là Tàu thì nó phân ra nhiều loại. Tức là dưới 3 triệu thì gần như các cái hãng nó tên nó lạ lạ thì gọi là Tàu. Ví dụ G-Minz, Minz, AOD, Chimite, SMT rất là nhiều, gọi là đều là Tàu cả thôi, kể cả Phát, Sino, Vicky, gọi là Tàu rẻ. Tàu rẻ tức là những cái dòng mà nó lắp cấu hình cơ bản, ví dụ như khung thép, rồi ví dụ như đề xi minh, thì nó chỉ lắp được như thế thôi, bởi vì tầm giá thì không thể đòi hỏi nó lắp được ngon được. Tuy nhiên nó lại Tàu rẻ nó phân ra làm hai loại nhé, một loại là hàng tử tế, ví dụ như hàng này như em đánh giá nó là hàng tử tế. Tử tế như nào thì tí nữa em sẽ nói về cấu hình. Còn về thương hiệu thì nó vẫn là một cái chất lượng rất là tốt để mà nó duy trì của nó. Ví dụ con này nó bán từ năm 2014, bây giờ gần 10 năm rồi. Và các cái mã như kiểu Fascino hay Vicky họ cũng định hình để họ đánh cái phân khúc rẻ, và họ cũng làm một cái xe đó chất lượng tốt trong cái tầm giá đấy để họ bán. Còn một số dòng gọi là Tàu rẻ không tử tế là những cái dòng mà nó thực ra nó rẻ quá. Ví dụ tầm nó bán ngay tầm 2 triệu, 2 triệu 3. Hoặc là có những chỗ họ vẫn bán đắt nhưng mà cứ một năm nó lại đổi mã một lần, tức là họ cứ làm theo lô thôi. Ví dụ năm nay nó ra một lô này, trong sang năm nó sẵn sàng nó đổi một tên khác để nó bán. Thì bọn ấy nó làm vì nó không chú trọng vào chất lượng, nó chỉ chú trọng vào mẫu mã thôi. Thì nó cứ một năm sau thì bắt đầu người ta đi thấm thấm rồi, người ta bán được số lượng tương đối rồi. Thì chất lượng nó thường 2-3 năm thì người ta mới thấy được cái sự khác biệt giữa các cái dòng Tàu rẻ với nhau. Thì bắt đầu người ta lại đổi một cái mã khác để người ta bán. Thì con này hơn các dòng Tàu rẻ khác ở một chỗ là nó làm dày dặn nhá, ví dụ nhá, cái đông cô tăng nó cũng làm dày dặn này. Rồi cái tay đề cũng xi minh nhưng mà đây là xi minh bản dày. Đấy, cái xi minh bản mặt tròn ấy nó rẻ hơn nhiều, xi minh này nó cứng cáp hơn nhiều nhá. Ấn thì nói chung là nó cũng sẽ bị nặng chứ không được có được nhẹ như kiểu Shimano, tuy nhiên là nó chắc hơn và nó bền hơn. Rồi tiếp theo cái khung nó làm cũng to bản dày dặn này, cái đùi đĩa nó làm to này. Đây, cái đùi làm rất là to, và đặc biệt là cái mayer nó làm dày nhá. Mayer là loại mayer rất là to này, và cái đĩa phanh nó sẽ bắt trực tiếp vào mayer luôn, thì loại này rất là bền. Đây. Còn những cái loại mà loại rẻ thì thường nó sẽ cắt giảm, thì nó sẽ làm một cái mayer thường ấy, sau nó làm một cái đĩa nhôm, cái đĩa nhôm nó sẽ bắt vào một cái bát nhôm, sau nó vặn vào cái mayer, thì đấy là gọi là mayer rẻ. Và có một số loại thì lại còn mayer rất là bé nữa cơ, bé chiếu. Đây, con này phuộc cũng là phuộc vai to này, tức là các bác hãy hình dung nhé. Cái phuộc nó vai rất là to, một số dòng mà rẻ rẻ nó làm phuộc vai nó bé nhỏ, trông nó rất là yếu. Cái phuộc thì thực ra nhỏ một tí nhưng mà nó chắc thì cũng được, nhưng mà nhỏ thì thường nó sẽ yếu hơn cái loại to to này nhiều. Đùi đĩa thì em nói rồi này, mayer sau cũng thế này, mayer sau thì cũng rất là to giống mayer trước. Và những cái dòng này, ví dụ như dòng này nó làm cái vành nhôm hai lớp rất là dày, và riêng hãng này thì nó lại đầu tư cho một quả lốp CST, tức là ở cái tầm này thì lốp CST thì nó tương đương với lốp Kenda, tức là những cái dòng lốp này là lốp của xe 4-5 triệu. Đây, quay đây cho các bác dễ nhìn, lốp CST dập nổi nhá, thông số là 26 x 1.95, tức là cái lốp này thì nó bền như lốp Kenda. Thực sự em bán xe này thì tầm 3-4 năm sau khách qua sửa thì thấy lốp vẫn còn rất là đẹp, bởi vì cái lốp này nó chống mài mòn tốt, nó dùng khoảng tầm 4 năm thoải mái. Còn một số loại lốp mà ở cái tầm Tàu rẻ này nó lắp một cái lốp không có tên, gọi là lốp có thể lắp Genda Fake, có thể lắp linh tinh, nhưng mà lốp Chao Giang cái loại rẻ cơ thì nó được mấy năm thôi, được khoảng tầm 2 năm thôi là nó đã mòn rồi. Cho nên bán cái dòng này thích nhất được cái là cái lốp rất là tốt, quảng cáo mỗi cái lốp thôi, lốp và mayer và khung sườn rất là dày dặn. Đây, đùi bên này cũng thế này, bản thân của nó thì vẫn là thép đằng trong nhưng mà nó sẽ bọc thêm một lớp nhựa ở ngoài thì trông nó sẽ dày và cứng cáp hơn nhiều. Đấy, phủ sau xi minh, phủ trước xi minh thì tầm giá này nó giống nhau thôi. Rất là nhiều chỗ bán những cái xe mà nó có củ Shimano này, củ Shimano tầm 2,5 triệu thì khẳng định với các bác nhé là xe củ fake hết, bởi vì fake thì nó chỉ thay cái chữ này thôi, là Shimano thôi, nó sơn thôi. Nhưng mà cái tầm giá đấy không thể có Shimano được, bởi vì Shimano bình thường cái loại Shimano TZ ấy, nó đắt gấp 3 lần cái này. Ví dụ cái này của Shimano nó rơi vào tầm 100.000, củ này nó chỉ rơi vào tầm 45-50.000 thôi. Cả trước này cũng thế, nếu đang nói về giá buôn ấy, củ này của Xi Minh nó rơi vào tầm 60.000, 50-60.000 thì củ của Shimano rơi vào tầm 130-150. Kể cả bộ đề này cũng thế. Bộ này nó là khoảng tầm 120 nếu mà giá buôn.
Còn nếu mà củ của Shimano nó rơi vào tầm 280 đến 300 thì những cái loại mà củ như này mà có vết chữ Shimano mà tầm 2 triệu rưỡi thì khẳng định là không thể có được nhé. Trên thị trường nó bán nhiều, ví dụ mấy con Rocky linh tinh nó vẫn bán. Tất nhiên nó không xấu đâu, nhưng mà người ta quảng cáo thành ra là nó làm ảnh hưởng đến thương hiệu Shimano thôi, chứ còn 2 triệu rưỡi thì người ta lắp cái đề đấy cũng là ngon rồi. Tôi không chê là nó kém. Con này nó lắp líp là líp của Superlow 1428T, là một loại líp khá tốt nhá. Trong tầm giá nó chỉ lắp được như này thôi, là líp rơi vào tầm 80 đến 100 nghìn. Loại này rất là bền và ít lỗi nhá. Còn nó sẽ thua cái líp ở Shimano ở cái độ tròn, là líp nó sẽ đảo này, líp này thì nó sẽ bị đảo một tí. Tuy nhiên nó vẫn bền như líp Shimano. Và cái độ chống mài mòn tất nhiên nó sẽ kém hơn Shimano, nhưng mà nó rẻ hơn bằng 1/3 thì không thể đòi hỏi nhiều được. Nó vẫn dùng thủ thoải mái được khoảng tầm 4-5 năm. Và bọn em rất là ít phải bảo hành. Bình thường bọn em chọn xe để bán ấy thì bọn em sẽ ưu tiên chọn cái xe mà líp này, líp phải ngon. Và cái mayer trước sau. Đấy, nó phải ngon và càng phục nó phải ngon. Chứ còn nếu mà cái loại líp mà nó kém quá ấy, thì đi một thời gian nhá, bảo hành líp cái này cho khách là chết luôn. Bởi vì lãi thì không được bao nhiêu mà một cái clip này rất là đắt. Nếu mà bảo hành tự nhiên mất mình mất một vài trăm nghìn thì nó quá là nặng rồi. Cho nên là bình thường là bọn em sẽ chọn mã. Ví dụ như con này là bọn em chọn rất là trước là rất là kỹ đấy, vì là phân phối nhiều mà thị trường nó rất là nhiều. Cái chuyện lựa chọn mã là của bên cửa hàng thôi. Bên em thì rất là chú trọng nó việc chọn mã. Bởi vì chỉ có sản phẩm tốt thì mới giữ được chân khách hàng. Chứ còn giá rẻ thì tất nhiên là một cái điều kiện cần thôi, không phải là điều kiện đủ. Giá có rẻ nhưng mà xe nó không nên, người ta sửa nhiều thì người ta cũng sẽ, nói chung là người ta cũng sẽ chán và cũng sẽ mất uy tín của mình. Về cơ bản thì giá tốt thì là một vấn đề, nhưng mà sản phẩm thì phải nói lại là bên em chọn rất là kỹ, kể cả các mã bình thường như kiểu Galaxy thì các bọn em cũng chọn xe để bán, chứ còn không bán các cái mã linh tinh như kiểu Yuse linh tinh, nhiều mã trên thị trường lắm. Rồi xe này thì có khá là nhiều màu nhá, em sẽ để màu ở cuối video này luôn. Rồi cảm ơn các bác xem video nhé. Chào các bác.